Trấn Thành livestream vụ PR phim bị netizen bóc mẽ vì giấu đầu hở đuôi. Trước phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng về bài đăng kêu gọi thêm suất chiếu cho một bộ phim Hàn Quốc đã ra mắt cách đây tận 2 năm, mới đây Trấn Thành đã làm một livestream trình bày về bài đăng nhạy cảm của mình trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, có vẻ lời giải thích của nam MC không thuận tai cộng đồng mạng cho lắm khi có nhiều chi tiết bị netizen bóc mẽ là trước sau bất nhất. Cụ thể, một TikToker có tài khoản LGT đã tóm gọn livestream Trấn Thành bằng một clip có tiêu đề: "Anh Trấn Thành livestream thể không nhớ phim Lật Mặt công chiếu, sao lại nói anh Lý Hải Ốc Thanh Vân có mời?" Mở đầu clip, Trấn Thành nói nguyên văn không hề cắt ghép: "Em thề với quý vị luôn, lúc đó trong đầu em không hề nhớ phim Lật Mặt đang sắp công chiếu. Mà em nói thật nha, em post cái post đó là quý vị để ý lúc đó 1 giờ đêm. Em coi xong em nhớ lúc nào em cũng coi phim sau 11 giờ hết. Tại vì đêm mà, buồn không biết làm gì đi coi phim, coi giờ đó nó mới vắng. Em coi suốt sau 11 giờ, coi xong cũng 1 giờ mấy rồi, thì 1 giờ mấy mới post. Nếu thật sự mà muốn PR xấu tính thì người ta lựa giờ vàng 8-9 giờ ta post." Đến đoạn 0 phút 40 giây, clip được cắt thẳng tới đoạn Trấn Thành kể đã được mời đi dự họp báo nhưng Harry Won bị ốm không đi được. Nguyên văn: "Bữa đó Trấn Thành và Harry đáng lẽ định đi rồi, nói thật, sắp xếp hết mọi chuyện để đi rồi, rất quý anh Hải. Nhưng cuối giờ Harry bị sốt, bị mệt, cho nên Harry đi không nổi luôn, sức khỏe riêng của bà bị nuốt canxi quý vị. Xong cái em phải ở nhà em chăm sóc cho bà. Hai vợ chồng nói đàng hoàng luôn là dáng nha, xong rồi khỏe khỏe đi ủng hộ cho anh Hải, post review." Netizen xem xong clip được cắt ghép đã tự đặt ra hai câu hỏi to đùng. Thứ nhất, Trấn Thành nói không nhớ ngày Lý Hải công chiếu Lật Mặt nên vô tư post kêu gọi phim. Cơ mà sau đó anh lại kể mình và Harry Won được Ốc Thanh Vân mời và đã sắp xếp đi rồi. Thứ hai, anh nói anh phải ở nhà chăm Harry, vậy sao tới 11 giờ đêm anh lại bỏ đi xem phim Hàn Quốc, hay lúc đó Harry Won không còn ốm nữa? Càng giải thích thì Trấn Thành càng đưa ra những lý lẽ vô cùng bất hợp lý khiến netizen ngày càng cảm thấy phẫn nộ hơn. Còn các bạn thì các bạn nghĩ sao về những thông tin vừa rồi? Đừng quên chia sẻ ý kiến của mình ngay dưới phần bình luận để chia sẻ cùng DNEW nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!